Kính chào bà con. Bà con đang theo dõi chương trình Nhà nông làm giàu được phát sóng trên kênh 3N VTC16. Thưa bà con, đây là loại cá bống bớp nổi tiếng với chất lượng thịt thơm ngon và giàu chất omega 3. Và nhờ việc liên kết nuôi và tiêu thụ cá bống bớp mà nhiều người dân tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có lãi trên 200 triệu đồng một hecta một năm. Vậy cụ thể họ đã liên kết và chăn nuôi như thế nào? Mời bà con cùng theo dõi ngay sau đây. Thân hình trụ tròn với lớp vảy nhỏ bao phủ. Chấm đen to hình tròn hoặc hình trứng với viền trắng ở góc đuôi. Loại cá bống bớp vốn sinh sống ở ngoài biển này, hơn 20 năm nay đã bén duyên với vùng đất mặn lợ tại vùng bãi triều thuộc khu vực cửa sông Ninh Cơ và sông đáy của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Hiệu quả của con cá bống bớp là nó rất cao. Con cá bống bớp với da trơn và sức đề kháng của nó chịu rất là cao so với cá bống. Cái này còn rất là ngon, hơn cá bống nhiều. Sở hữu đầm nuôi cá thuộc hàng lớn nhất của toàn huyện Nghĩa Hưng là gia đình anh Nguyễn Văn Sơn ở khu 6 thị trấn Rạng Đông. Với 6 hecta đầm nuôi, anh Sơn phân thành 3 khu. 2 hecta đầm ở khu vực Cồn Xanh, anh Sơn dành để nuôi cá thương phẩm. Còn 4 hecta tại khu 6, anh Sơn dành 1 hecta để xây khu vực cho cá đẻ và 3 hecta để ươm nuôi cá giống. Tôi thì chuyên sản xuất giống và ươm cá giống và trong khi đó cũng nuôi cá thương phẩm và chủ yếu là ở khu vực của Cồn Xanh của xã Nam Điền. Với 40 ao ươm cá giống, mỗi năm anh Sơn xuất bán ra thị trường từ 3 đến 4 triệu con cá đếm. Đặc biệt, anh Sơn không chỉ xuất bán cá giống cho các hộ nuôi mà sau đó anh còn thu mua cá thương phẩm từ các hộ này. Chúng ta làm theo cái hình thức tức là có thể là liên kết với các hộ nuôi thả, mình có thể hỗ trợ bà con một phần về cái con giống mà mình thu, tức là nó có một cái ấy để mình thu mua lại con cá thương phẩm, nó dễ dàng trong cái vấn đề, tức là cái công việc cũng như bà con chắc chắn là có chỗ để bán cá và mình cũng có chắc chắn để mình thu mua cái con cá cho người ta. Để một năm thì anh lại thu mua lại là cũng nhanh hơn là những người khác. Cá như thế nào thì anh bắt hết được. Cái đầu ra đầu vào thì tôi không phải lo. Để mô hình liên kết thu được hiệu quả, mỗi khâu trong chuỗi liên kết này đều luôn tự ý thức nâng cao chất lượng sản phẩm. Với người nuôi cá thương phẩm như anh Tuấn, anh không dùng thức ăn chế biến sẵn mà thay vào đó anh mua cá biển rồi xay nát như thế này. Mỗi ngày anh xay 2 lần vào trước mỗi bữa ăn của cá. Nuôi cá công nghiệp cũng được nhưng mà cái hiệu quả nó không đưa đến cho bà con thì đã nuôi ở trong ao này. Nên là mình cứ tự nhiên mình cho ăn. Thế là thứ nhất là cái sản phẩm của mình nó đạt hiệu quả tốt nhất, là mình tiêu thụ ra để cho bà con ăn uống chẳng bà làm tốt nhất có thể. Theo anh Tuấn, nếu nuôi từ con cá đếm tức là cỡ 200 đến 300 con 1 kg thì sau từ 10 đến 11 tháng cá sẽ đạt trọng lượng từ 90 đến 100 gram một con. Lúc này người nuôi như anh có thể xuất bán cá thương phẩm. Cá thu bắt sẽ được bán cho gia đình anh Sơn. Như cái mức giá cá thằng sản phẩm này loại to thì giờ nếu mà bán suất thì giờ mua tại đầm đã 290 300 một cân. Mà mình xuất ra thì nói chung là cái lợi phẩm của ý là bà con thu nhập ở đây thì mỗi năm 200-300 triệu này là được. Mô hình liên kết tiêu thụ cá bống bớp đang từng ngày làm thay đổi bộ mặt và đời sống của người dân thị trấn Rạng Đông. Từ một khu vực nghèo nhất của huyện Nghĩa Hưng thì tới nay nơi đây đã trở nên sầm uất, sôi động và đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của cả huyện Nghĩa Hưng. Sản phẩm cá bống bớp trở thành đặc sản của địa phương này. Và vừa qua, cá bống bớp đã được vinh danh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Với Nam Định thì chúng tôi xác định là cái đa dạng hóa các cái sản phẩm nông nghiệp là một cái trong những cái vấn đề quan trọng tập trung vào cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Và trong đó xác định những cái sản phẩm chủ lực. Đấy, thế và với cái lợi thế của Nghĩa Hưng ấy, thì cái nuôi trồng thủy hải sản trong đó có cái nuôi cá bống bớp là một trong những cái lợi thế.
Tại Nghĩa Hưng, hiện có khoảng 300 hộ dân ở các xã miền hạ trong huyện Nghĩa Hưng tham gia nuôi cá búng bớp với diện tích từ 700 đến 800 hectare. Tổng sản lượng ước đạt là từ 2.000 đến 2.500 tấn mỗi năm. Tuy sản phẩm có chất lượng cao, nhưng hiện việc tiêu thụ cá vẫn là ở trong nước và sang Trung Quốc. Nếu mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ và xuất khẩu chính ngạch, giá trị mà con cá búng bớp đưa lại sẽ còn cao hơn nữa.